Từ Bi Đạo Tràng Sáng Pháp, hiệu chính Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, dịch giả Hòa Thượng Thích Viên Giác, quyển thứ 10. Đầu quyển 10. Y phụng Hiến Lăng La Cẩm Tú, Sa Quyến Kim Hải Tứ Nang Miêu Họa, Long Nữ Chức Tựu Kim Ti Mạc, Ba Tư Nặc Dương Xã Cà Sa, Mã Minh Dương Bồ Tát Thệ Nguyện Thần Thông Quá. Nam Mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung văn: Thập hiệu năng nhân tọa Bảo Liên Hoa thành đẳng chánh giác, thập thân điều ngự tại di trần lý, chuyển đại pháp luân, quang minh biến chiếu ư thập phương, phương tiện toàn siêu ư thập địa, cụ túc thập ba la mật, cố xưng thập đại nguyện dương, ngữ khấu hồng từ, phủ thùy động giám. Thượng lai phụng gì cầu sám đệ tử đẳng, tu kiến từ bi đạo tràng sám pháp, tư đương đệ thập quyển, nhập đàn duyên khởi, đoan khát nhất tâm, tinh trần thập cúng, phụng hiến thập phương tam bảo, quân tu thập trục nghi văn, y thập khoa chi sám pháp, giải thập triền chi tội khiên, thiết niệm cầu sám đệ tử đẳng, nhân tứ nặng kiếp, quả cảm kim sinh, muội thập thiện chi chánh nhân, tạo thập ác chi nghiệp chướng, thập triền tự nhiễu tợ câu tỏa chi liên hoàng, thập tập tự quân, loại phi nga chi phó quả, tiệm cập bách thiên chi chướng cấu, phục thành vô lượng chi tội đoan, ái kiến dị vong, tham tâm nan mãn, sân quả diệm diệm thiêu tận bồ đề chi quả, nghiệp phong hao hao điêu tàn công đức chi lâm, tuế nguyệt ta đà phương tri quá cựu, quan âm thúc hốt thủy giác tiền phi, kim tắc thừa sám hối chi quyền môn, hạnh quân tu chi hữu tự, bằng chư truy lữ phi duyệt kim văn, tu Phật dĩ châu long tác vô cùng chi pháp lợi, khắc niệm nhiếp niệm dĩ trùng trùng, ý phi kiền thành nhi nhất nhất, vọng Phật thùy từ minh quân gia bị, nhất niệm phổ quán vô lượng kiếp, vô khứ vô lai duyệt vô trú, như thị liễu tri tam thế Phật, siêu chư phương tiện thành thập lực, khải vận từ bi đạo tràng sám pháp, nhất tâm quy mạng tam thế chư Phật. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, nam mô thi khí Phật, nam mô tỳ xá phù Phật, nam mô câu lưu tôn Phật, nam mô câu na hàm mâu ni Phật, nam mô ca diếp Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật. Chương thứ 38. Bồ Tát hồi hướng. Ngày nay đại chúng đã cùng nhau chịu khó nhọc, chịu cực khổ tu tập được vô lượng căn lành như vậy, bây giờ mỗi người lại nên suy nghĩ như thế này: chúng con tên đã tu tập được bao nhiêu căn lành, đều vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh, khiến các chúng sanh hoàn toàn thanh tịnh. Chúng con nhờ các căn lành tu tập sám hối, khiến chúng sanh trừ diệt được vô lượng khổ não ở các cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, diêm la vương, vân vân. Nguyện đem công đức sám hối này làm nhà cửa rộng lớn cho chúng sanh, khiến chúng sanh diệt trừ được khổ ấm, làm việc đại cứu hộ, khiến chúng sanh thoát phiền não, làm chỗ đại quy y, khiến chúng sanh xa lìa sợ hãi, làm chỗ đại chỉ thú, khiến chúng sanh được trí huệ, làm chỗ đại an ổn, khiến chúng sanh được chỗ cứu cánh an ổn, làm đuốc lớn soi sáng, khiến chúng sanh diệt trừ si ám, làm ngọn đèn đại minh đăng, khiến chúng sanh được an trú hoàn toàn cảnh giới thanh tịnh, làm vị đại đạo sư, khiến chúng sanh vào pháp môn phương tiện được thân trí thanh tịnh. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nhận thấy các pháp như vậy là các vị Bồ Tát Ma Ha Tát vì kẻ oán người thân mà tu hành, đem các căn lành đồng chung hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Đối với các chúng sanh bình đẳng không sai khác, vào pháp quán bình đẳng, không có tư tưởng oán thân, thường đem con mắt từ ái mà ngó chúng sanh. Nếu chúng sanh ôm lòng oán giận Bồ Tát, sinh tâm ác nghịch, thì Bồ Tát là bậc thiện tri thức, chịu khó điều phục tâm tánh của chúng sanh bằng cách khéo nói pháp thâm diệu,
Dĩ như biển cả, các thứ độc hại của chúng sanh không thể phá hoại. Tâm Bồ Tát cũng vậy, những chúng sanh ngu si, không trí tuệ, không biết báo ơn, không thể phá hoại tâm của Bồ Tát. Những chúng sanh ấy sinh ra vô lượng ác độc, cũng không thể làm động loạn đạo tâm của Bồ Tát. Dĩ như mặt trời sáng chiếu khắp tất cả chúng sanh, mặt trời không vì kẻ mắt mù mà không chiếu. Đạo tâm của Bồ Tát cũng vậy, không vì người ác mà thối tâm. Bồ Tát không vì chúng sanh khó điều phục mà thối bỏ căn lành. Bồ Tát Maha Tát đối với các căn lành, lòng tin rất thanh tịnh, trưởng dưỡng đại bi, đem các căn lành ấy dùng thanh tâm mà hồi hướng khắp cho hết thảy chúng sanh. Bồ Tát không phải nói suông nơi miệng, mà đối với các chúng sanh đều phát tâm hoan hỷ, tâm minh tịnh, tâm nhu nhuyến, tâm từ bi, tâm ái niệm, tâm nhiếp thủ, tâm nhiêu ích, tâm an lạc, tâm tối thắng, đem các căn lành hồi hướng cho chúng sanh. Bồ Tát Maha Tát phát tâm hồi hướng căn lành như vậy, chúng con nay cũng phải mong học phương pháp hồi hướng ấy, cho nên tâm niệm, miệng nói lời này. Nếu chúng con có bao nhiêu công đức đều hồi hướng cho chúng sanh, khiến chúng sanh đồng được thanh tịnh thú, được thanh tịnh sinh, đầy đủ công đức, hết thảy các pháp thế gian không thể phá hoại, công đức trí huệ vô cùng vô tận, thân khẩu ý nghiệp hoàn toàn trang nghiêm, thường thấy chư Phật đem hết lòng tin, kiên cố lãnh thọ chánh pháp, xa lìa các điều nghi ngờ, nhớ giữ không quên chánh pháp, thân khẩu ý nghiệp thanh tịnh, tâm thường an trú nơi thiện căn thắng diệu, hằng xa lìa sự nghèo thiếu, đầy đủ thất thánh tài, tu học hết thảy các pháp Bồ Tát đã học, được các căn lành, thành tựu pháp bình đẳng, được pháp giải thoát nhiệm màu nhất thiết chủng trí. Đối với các chúng sanh được mắt từ ái, thân căn thanh tịnh, lời nói biện tài, trí huệ sáng suốt, phát sinh các phép lành, tâm không đắm nhiễm, vào pháp thậm thâm thâu nhiếp hết thảy chúng sanh, đồng an trú nơi cảnh vô sở trú của chư Phật. Những điều hồi hướng đồng như mười phương Bồ Tát Maha Tát đã hồi hướng, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không. Nguyện xin cho chúng con tên đồng được như sở nguyện, mãn bồ đề nguyện, tứ sinh lục đạo, chúng sinh cũng đồng được như sở nguyện. Lại nguyện xin chí thành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Oai Đức Phật, Nam mô Kiến Minh Phật, Nam mô Thiện Hành Báo Phật, Nam mô Thiện Hỷ Phật, Nam mô Vô Ưu Phật, Nam mô Bảo Minh Phật, Nam mô Oai Nghi Phật, Nam mô Nhạo Phước Đức Phật, Nam mô Công Đức Hải Phật, Nam mô Tận Tướng Phật, Nam mô Đoạn Ma Phật, Nam mô Tận Ma Phật, Nam mô Quá Suy Đạo Phật, Nam mô Bất Hoại Ý Phật, Nam mô Thủy Dương Phật, Nam mô Tịnh Ma Phật, Nam mô Chúng Thượng Dương Phật, Nam mô Ái Minh Phật, Nam mô Phước Đăng Phật, Nam mô Bồ Đề Tướng Phật, Nam mô Trí Âm Phật, Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, khiến cho tâm hồi hướng của chúng con được thành tựu hoàn toàn. Chúng con tên, nếu có đủ vô lượng tội đại ác nghiệp, đáng thọ vô lượng vô biên thống khổ trong đường ác, không thể thoát được, trái với tâm Bồ Đề, trái với hạnh Bồ Đề, trái với nguyện Bồ Đề, nguyện xin mười phương chư đại Bồ Tát, hết thảy thánh hiền, vì từ bi tâm không trái với bổ nguyện, giúp đỡ chúng con tên ở trong ba đường ác kia, cứu các chúng sanh, làm cho các chúng sanh đều được giải thoát, thề không vì khổ mà bỏ chúng sanh. Nguyện xin Bồ Tát gánh nặng cho chúng con được mãn nguyện bình đẳng, độ thoát hết thảy chúng sanh khỏi sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não, vô lượng ách nạn. Nguyện khiến các chúng sanh đều được thanh tịnh, đầy đủ căn lành, rốt ráo giải thoát, xả bỏ ma quân, xa lìa bạn ác, gần gũi bạn lành, chân thật quyến thuộc, thành tựu tịnh nghiệp,
diệt hết các khổ, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện của Bồ Tát, thấy Phật hoan hỷ, chứng nhất thiết trí, trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh. Chương thứ 39. Phát nguyện. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã phát tâm hồi hướng rồi, thứ lại phải phát nguyện như thế này. Luận ra, các điều ác phát sinh đều do sáu căn, vậy biết sáu căn là cội gốc của tai họa. Tuy vậy, nếu biết dùng sáu căn, thì sáu căn cũng hay chiêu tập vô lượng phước nghiệp. Cho nên, Kinh Thắng Mang dạy rằng, giữ gìn sáu căn cho trong sạch thân, khẩu, ý. Căn cứ vào lẽ ấy để chứng minh sáu căn là cội gốc sinh ra các điều lành. Vậy nên đối với sáu căn mà phát đại thệ nguyện. Trước hết, phát nguyện về nhãn căn. Nguyện ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng và hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường ở khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, mắt thường không thấy sắc uyển hoặc, dối trá, tham dục, không nhàm chán, mắt không thấy sắc xỉm nịnh khuất khúc ủy mị, không thấy sắc xanh vàng trắng đỏ vân vân mê hoặc người đời, mắt không thấy sắc có hình trạng xấu xa sân hận đấu tranh, không thấy sắc đánh đập làm tổn hại người khác, mắt không thấy sắc làm người ngu si không tin mà nghi ngờ ám muội, mắt không thấy sắc kiêu mạn không khiêm tốn không kính nhường, mắt không thấy sắc tà kiến của 96 món ngoại đạo. Nguyện cho hết thảy chúng sanh, từ nay trở đi, mắt thường thấy sắc vắng lặng pháp thân thường trú của mười phương chư Phật, mắt thường thấy 32 tướng tốt, tử ma kim sắc và 80 vẻ đẹp của chư Phật, mắt thường thấy sắc của chư thiên, chư tiên, dân ngọc báo rải qua trời cúng Phật, mắt thường thấy năm sắc hào quang trong miệng Phật tuôn ra thuyết pháp độ người, mắt thường thấy sắc Phật phân thân tán thể cùng khắp mười phương, mắt thường thấy chư Phật phóng hào quang trên nhục kế, cảm triệu người có duyên đến pháp hội, mắt thường thấy sắc của mười phương Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, Thánh chúng, mắt thường được cùng với chúng sanh và quyến thuộc quan sát sắc thân của Phật, mắt thường thấy chúng thiện vô giáo giả sắc, mắt thường thấy sắc thất giác tịnh hoa, mắt thường thấy sắc diệu quả giải thoát, mắt thường thấy sắc của đại chúng trong đạo tràng ngày nay hoan hỷ tán thán Phật pháp, đảnh lễ thọ trì, mắt thường thấy tứ chúng quanh dây Phật để nghe pháp sinh tâm khát ngưỡng, mắt thường thấy hết thảy người tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, mắt thường thấy hết thảy các vị tịnh mặc thiền tư tu tập trí huệ, mắt thường thấy sắc của hết thảy chúng sanh được pháp vô sinh nhẫn hiện tiền được thọ ký thì sinh tâm hoan hỷ, mắt thường thấy sắc bộ xứ của hết thảy các vị chứng được kim cang huệ đoạn trừ vô minh u ám, mắt thường thấy hết thảy sắc mộc dục pháp lưu bất thối. Đã phát nguyện về mắt rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y Thế Gian Đại Từ Bi Phụ. Nam mô Di Lặc Phật, nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Thiện Diệt Phật, nam mô Phạm Tướng Phật, nam mô Trí Hỷ Phật, nam mô Thần Tướng Phật, nam mô Như Chúng Dương Phật, nam mô Trì Địa Phật, nam mô Ái Nhật Phật, nam mô La Hầu Nguyệt Phật, nam mô Hoa Minh Phật, nam mô Dược Sư Thượng Phật, nam mô Trì Thế Lực Phật, nam mô Phước Đức Minh Phật, nam mô Hỷ Minh Phật, nam mô Hảo Âm Phật, nam mô Pháp Tự Tại Phật, nam mô Phạm Âm Phật, nam mô Diệu Âm Bồ Tát, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo. Nguyện xin tam bảo dùng sức từ bi đồng gia tâm che chở, khiến đệ tử tên được như sở nguyện, mãn Bồ Đề nguyện. Thứ lại phát nguyện về nhĩ căn. Lại nguyện ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng và rộng ra khắp hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường ở khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, tai thường không nghe tiếng khóc lóc buồn rầu đau khổ, tai không nghe tiếng kêu la thống thiết trong địa ngục, tai không nghe tiếng giạt nước sôi trào giọt trong địa ngục,
tai không nghe tiếng cắt xẻ, mũi nhọn, núi đao, rừng kiếm. Tai không nghe tiếng vô lượng khổ sở trong 18 ngăn địa ngục. Tai không nghe tiếng nhiệt não đói khát của ngạ quỷ, kiếm ăn không được. Tai không nghe tiếng ngạ quỷ hành động, thân thể chi tiết bị lửa đốt, vang dội như tiếng 500 cỗ xe kêu. Tai không nghe tiếng của súc sinh, thân dài 500 do tuần, bị các sâu trùng nhỏ rút rỉa khổ sở. Tai không nghe tiếng kêu la đau khổ của trâu, ngựa, lừa, lạc đà, vân vân, thường chở nặng đi xa, bị roi gậy đánh đập, bởi kiếp trước mắc nợ người không trả. Tai không nghe tiếng đau thương của các cảnh ái ân biệt ly, của oán thù gặp gỡ, của tám nỗi khổ vân vân, hành hạ kiếp người. Tai không nghe tiếng rên xiết của khổ báo do 404 bệnh hành hạ thân thể. Tai không nghe tiếng của hết thảy điều ác hành hạ chúng sanh. Tai không nghe tiếng chuông, linh ốc, trống, cầm sắt, khâm hầu, lâm lan, ngọc bội làm mê hoặc chúng sanh. Nguyện xin hết thảy chúng sanh từ nay trở đi, tai thường nghe được tám thứ âm thanh của chư Phật thuyết pháp. Tai thường nghe được những tiếng khổ không, vô thường, vô ngã. Tai thường nghe được 84.000 pháp ba la mật. Tai thường được nghe nói các pháp chỉ là giả danh, không có thật thể, không có tự tánh. Tai thường nghe chư Phật thuyết pháp chỉ dùng một âm thanh mà vô lượng chúng sanh tùy theo nghiệp báo của mỗi loài mà tự hiểu. Tai thường nghe nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh ấy là pháp thân thường trú bất diệt, thường nghe tiếng mười phương Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục tinh tấn. Tai thường nghe nói được pháp vô sinh giải, khéo nhập Phật huệ, vượt ra ba cõi. Tai thường nghe tiếng các vị pháp thân Bồ Tát vào dòng pháp lưu, chân tục đồng quán, niệm niệm đầy đủ muôn hạnh. Tai thường nghe tiếng của các vị Bích Chi La Hán và bốn quả thanh văn thuyết pháp. Tai thường nghe trời Đế Thích thuyết Bát Nhã. Tai thường nghe các vị đại sĩ trên hàng thập địa bổ xứ, trên cung trời Đâu Suất thuyết pháp, bất thối chuyển địa hạnh. Tai thường nghe nói vạn hạnh đồng quy về cõi Phật. Tai thường nghe chư Phật khen ngợi hết thảy chúng sanh hay tu hạnh thập thiện tùy hỷ. Nguyện xin cho chúng sanh thường được nghe tiếng chư Phật khen ngợi. Lành thay, người ấy không bao lâu sẽ thành Phật. Đã phát nguyện về nhĩ căn rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y thế gian Đại Từ Bi Phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thiện Nghiệp Phật, Nam mô Ý Vô Mậu Phật, Nam mô Đại Thí Phật, Nam mô Minh Tán Phật, Nam mô Chúng Tướng Phật, Nam mô Đức Lưu Bố Phật, Nam mô Thế Tự Tại Phật, Nam mô Đức Thọ Phật, Nam mô Đoạn Nghi Phật, Nam mô Vô Lượng Phật, Nam mô Thiện Nguyệt Phật, Nam mô Vô Biên Biện Tướng Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát, Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, khiến đệ tử chúng con tên được như sở nguyện, mãn Bồ Đề nguyện. Kế đến, nguyện về tỷ căn, tức lỗ mũi. Ngày nay nguyện xin đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng rộng ra khắp hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường, cùng tận mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật. Mũi thường không nghe mùi ăn uống ngon lành do sự sát sinh hại mạng. Mũi thường không nghe mùi săn bắn thiêu đốt, sát hại chúng sanh. Mũi thường không nghe mùi 36 vật trong thân thể như đẩy da hôi thối. Mũi thường không nghe mùi gấm dốc lụa là mê hoặc lòng người. Mũi thường không nghe mùi lột da xẻ thịt thui nướng trong địa ngục. Mũi thường không nghe mùi ngạ quỷ đói khát ăn uống phận uế máu mủ tanh hôi. Mũi thường không nghe mùi tanh tao bất tịnh của súc sinh. Mũi thường không nghe mùi hôi hám của bệnh nhân lở loét nằm trên giường chiếu ô uế, không người trong nơm săn sóc, không thể lại gần. Mũi thường không nghe mùi hôi thối của thây ma sình chướng lên, sâu dòi rứt rỉa thối nát. Nguyện xin chúng sanh trong sáu đường từ nay trở đi, mũi thường được ngửi mùi hương chiên đàn vô giá, thơm khắp mười phương thế giới. Mũi thường được ngửi mùi hương thơm của hoa ưu đàm bát năm sắc. Mũi thường được nghe ngửi mùi hương thơm
của các thứ hoa trong vườn hoan hỷ của chư thiên, mũi thường được ngửi mùi hương thơm trong thời thuyết pháp của cung trời Đâu Xuất, mũi thường được ngửi mùi hương trong khi chư thiên chơi giỡn ở diệu pháp đường, mũi thường được ngửi mùi hương ngũ giới thập thiện lục niệm của chúng sanh tu hành ở mười phương, mũi thường được ngửi mùi hương của những người tu hành thất phương tiện thập lục hạnh, mũi thường được ngửi mùi hương phước đức của các vị bích chi Phật, của các bậc hữu học vô học trong mười phương, mũi thường được ngửi mùi hương của các bậc tứ hướng tứ quả chứng pháp vô lậu, mũi thường được ngửi mùi hương của vô lượng Bồ Tát lên các địa vị hoan hỷ, ly cấu, phát quang, diệm huệ, năng thắng, hiện tiền, diễn hành, bất động, thiện huệ, pháp dân. Mũi thường được ngửi mùi hương năm phần pháp thân, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến của các thánh nhân. Mũi thường được ngửi mùi hương bồ đề của chư Phật. Mũi thường được ngửi mùi hương của 37 phẩm trợ đạo, 12 nhân duyên quán và 6 pháp ba la mật. Mũi thường được ngửi mùi hương của các pháp đại bi, tam niệm, thập lực, tứ vô sở úy và 18 pháp bất cộng của chư Phật. Mũi thường được ngửi mùi hương của 8 vạn 4.000 pháp ba la mật. Mũi thường được ngửi mùi hương của pháp thân thường trú, vô lượng nhiệm màu cùng khắp mười phương của chư Phật. Đã phát nguyện về tỷ căn rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Lê Đà Pháp Phật, Nam mô Ấn Cúng Dường Phật, Nam mô Độ Ưu Phật, Nam mô Nhạo An Phật, Nam mô Thế Ý Phật, Nam mô Ái Thân Phật, Nam mô Diệu Túc Phật, Nam mô Ưu Bát La Phật, Nam mô Hoa Anh Phật, Nam mô Vô Biên Biện Quang Phật, Nam mô Tính Thánh Phật, Nam mô Đức Tinh Tấn Phật, Nam mô Diệu Đức Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, khiến cho đệ tử tên được như sở nguyện, mãn Bồ Đề nguyện. Thứ lại phát nguyện về thiệt căn. Lại nguyện xin ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng rộng ra, cho đến hết thảy chúng sanh trong sáu đường khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, lưỡi không nếm vị nơi thân thể của hết thảy chúng sanh bị thương hay bị giết, lưỡi không nếm hết thảy vị bị tự tử, lưỡi không nếm vị huyết tủy của các loài chúng sanh, lưỡi không nếm vị thuốc độc của quan gia đối đầu, lưỡi không nếm vị ngon lành hay sinh tham ái phiền não. Nguyện xin lưỡi thường nếm trăm món cam lồ mỹ vị, lưỡi thường hay nếm vị ăn uống tự nhiên của chư thiên, lưỡi thường hay nếm vị cơm thơm ngon ở cõi Phật hương tích, lưỡi thường hay nếm các vị đồ ăn do sức quân tu giới định huệ của pháp thân hiện ra, lưỡi thường hay nếm pháp hỷ thiền duyệt thực, lưỡi thường hay nếm vị ngon ngọt diệu hòa của vô lượng công đức bồi bổ tư nhuần huệ mạng, lưỡi thường hay nếm vị giải thoát bình đẳng một màu, lưỡi thường hay nếm vị thù thắng nhiệm màu tối thượng an vui niết bàn của chư Phật. Đã phát nguyện về thiệt căn rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Chân Thật Phật, Nam mô Thiên Chủ Phật, Nam mô Lạc Cao Âm Phật, Nam mô Tính Tịnh Phật, Nam mô Bà Kỳ La Đà Phật, Nam mô Phước Đức Ý Phật, Nam mô Diệm Xí Phật, Nam mô Vô Biên Đức Phật, Nam mô Tụ Thành Phật, Nam mô Sư Tử Du Phật, Nam mô Bất Động Phật, Nam mô Tính Thanh Tịnh Phật, Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát, Nam mô Tát Đà Ba Luân Bồ Tát,
Nam mô vô biên thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, thương xót che chở, khiến chúng con tên được như sở nguyện, mãn Bồ Đề nguyện. Thứ lại phát nguyện về thân căn. Lại nguyện ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường ở khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, thân thường không giác xúc các cảnh ngũ dục tà mị, thân thường không giác xúc các cảnh giạt nước sôi lò than nóng, nước giá lạnh trong các địa ngục, thân thường không giác xúc các cảnh ngạ quỷ đói khát, trên đầu lửa đốt, miệng nuốt nước đồng sôi, cháy nát tâm can, thân thể. Thân thường không giác xúc các cảnh súc sinh bị lột da, xẻ thịt, đau đớn, khổ sở. Thân thường không xúc giác các cảnh khổ não do 404 bệnh hoành hành. Thân thường không giác xúc các cảnh đại hàn, đại nhiệt, không thể kham chịu. Thân thường không giác xúc các cảnh mũi, mồng, sận, chí, sâu, trùng cắn rứt. Thân thường không giác xúc các cảnh dao gậy, thuốc độc làm hại. Thân thường không giác xúc các cảnh đói khát, khốn khổ đủ điều. Nguyện xin thân thường giác xúc y phục nhiệm màu của chư thiên. Thân thường giác xúc vị cam lồ tự nhiên. Thân thường giác xúc cảnh thanh lương, không lạnh, không nóng. Thân thường giác xúc cảnh không đói, không khát, không bệnh, không não. Thân thường giác xúc cảnh không dao gậy khổ sở. Thân thường giác xúc cảnh thức ngủ đều yên ổn, không lo không sợ. Thân thường giác xúc cảnh gió nhẹ thổi mát ở các cõi tịnh độ của mười phương Phật. Thân thường giác xúc cảnh tắm rửa thân tâm trong ao thất bảo ở các cõi tịnh độ của mười phương Phật. Thân thường giác xúc cảnh không đau khổ vì sinh già bệnh chết. Thân thường giác xúc cảnh thân bay đi nghe pháp với chư vị Bồ Tát một cách tự tại. Thân thường giác xúc cảnh chư Phật nhập Niết Bàn cách tự tại. Đã phát nguyện về thân căn rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Hạnh Minh Phật, Nam mô Long Âm Phật, Nam mô Trì Luân Phật, Nam mô Tài Thành Phật, Nam mô Thế Ái Phật, Nam mô Pháp Danh Phật, Nam mô Vô Lượng Bảo Minh Phật, Nam mô Dân Tướng Phật, Nam mô Huệ Đạo Phật, Nam mô Diệu Hương Phật, Nam mô Hư Không Âm Phật, Nam mô Hư Không Phật, Nam mô Diệt Tam Giới Bồ Tát, Nam mô Bạc Đà Bà La Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm phụ hộ, giúp thọ, khiến chúng con tên được như sở nguyện, mãn Bồ Đề nguyện. Thứ lại phát nguyện về ý căn. Lại nguyện ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường ở khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, ý thường được biết thân xác, đạo nhân, khẩu vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu là hoạn nạn. Ý thường được biết giết cha hại mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật xuất huyết, phá sự hòa hiệp của chúng tăng, quỷ bán Tam Bảo, không tin nhân quả, đều là tội đọa vô gián địa ngục. Ý thường được biết người chết rồi không mất, ý tin có nhân quả và sự ứng báo. Ý thường được biết xa ác tri thức, ưa gần thiện tri thức. Ý thường được biết theo tà sư ngoại đạo là phi pháp. Ý thường được biết các pháp tam lậu, ngũ cái, thập truyền là hay chướng ngoại đạo. Ý thường được biết tam đồ là chỗ khổ báo kịch liệt, tàn khốc của sinh tử đáng sợ.
Nguyện xin ý thường biết hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tánh cách làm Phật. Ý thường biết chư Phật là đấng cha lành, là đấng đại từ bi, là đấng vô thượng y dương. Ý thường biết hết thảy tôn pháp là thuốc hay dùng trị bệnh của chúng sanh. Ý thường biết hết thảy hiền thánh là mẹ lành săn sóc bệnh hoạn cho chúng sanh. Ý thường biết quy y Tam Bảo, thọ năm cấm giới, rồi tu thập thiện là những pháp hay chiêu tập quả báo tốt đẹp ở cõi người và cõi trời. Ý thường biết chưa khỏi sinh tử nên tu theo bảy pháp phương tiện, nên quán sát các pháp noãn đảnh, vân vân. Ý thường biết nên tu các pháp vô lậu, khổ nhẫn, 16 thánh tâm thì trước phải tu 16 quán hạnh, quán sát tứ đế. Ý thường biết tứ đế là bình đẳng vô tướng, cho nên chứng được tứ quả. Ý thường biết tổng tướng, biệt tướng của tất cả các pháp. Ý thường biết 12 nhân duyên, nhân quả ba đời, xoay dần, luân chuyển, không bao giờ ngừng. Ý thường biết tu hành lục độ, tám dạng tế hạnh. Ý thường biết đoạn trừ tám dạng 4000 trần lao. Ý thường biết thể nhập được vô sinh nhẫn thì quyết định dứt được sinh tử. Ý thường biết được thứ lớp đầy đủ phẩm vị giai cấp của các bậc thập trụ Bồ Tát. Ý thường biết dùng tâm kim cang đoạn trừ si ám vô minh mà chứng được quả Phật vô thượng. Ý thường biết thể tánh một phen chiếu sáng cùng cực rồi thì muôn đức đầy đủ, hoạn lụy nhiều kiếp đều sạch hết, chứng quả đại niết bàn. Ý thường biết được 10 trí lực, 4 vô úy, 18 bất cộng, vô lượng công đức, vô lượng trí huệ, vô lượng thiện pháp của chư Phật. Đã phát nguyện về ý căn rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y Thế Gian Đại Từ Bi Phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thiên Dương Phật, Nam mô Châu Tịnh Phật, Nam mô Thiện Tài Phật, Nam mô Đăng Diệm Phật, Nam mô Bảo Âm Thanh Phật, Nam mô Nhân Chủ Dương Phật, Nam mô La Hầu Thủ Phật, Nam mô An Ẩn Phật, Nam mô Sư Tử Ý Phật, Nam mô Bảo Danh Văn Phật, Nam mô Đắc Lợi Phật, Nam mô Biến Kiến Phật, Nam mô Mã Minh Bồ Tát, Nam mô Long Thọ Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, đồng gia tâm che chở, nhiếp thọ, khiến chúng con tên được như sở nguyện, mãn Bồ Đề nguyện. Thứ lại phát nguyện về khẩu nghiệp. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong bốn loài, sáu đường, khắp mười phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, miệng thường không quỷ bán Tam Bảo, miệng không quỷ bán người hoằng thông giáo pháp, không nói việc xấu ác của người ấy. Miệng không nói làm lành không được quả báo an vui, làm ác không được quả báo khổ sở. Miệng không nói người chết mất hẳn, không chuyển sinh, không luân hồi. Miệng không nói việc không lợi ích, có tổn hại cho người. Miệng không nói kinh sách của tà ma ngoại đạo làm ra. Miệng không dạy người làm 10 ác nghiệp, không dạy người tạo tội ngũ nghịch. Miệng không tán dương người làm ác. Miệng không nói việc chơi cười giỡn cợt, không lý thú của thế tục. Miệng không dạy người tin theo thầy tà, quỷ thần, đồng bóng. Miệng không bình luận nhân vật xấu tốt. Miệng không giận hờn mắng giết cha mẹ, sư trưởng, thiện tri thức. Miệng không khuyên người tạo tội, không cấm người làm phước. Nguyện xin miệng thường tán thán Tam Bảo, tán thán người hoằng thông giáo pháp, nêu cao công đức truyền giáo ấy, chỉ bài quả báo thiện ác lành dữ cho người. Miệng thường giác ngộ cho người biết rằng thân này chết rồi, thần thức không mất. Miệng thường thốt ra lời lành khiến người nghe được lợi ích. Miệng thường diễn nói 12 bộ kinh của Phật. Miệng thường nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, sẽ được thường, lạc,
ngã tịnh. Miệng thường dạy người hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng. Miệng thường khuyên người quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, thập thiện, lục niệm. Miệng thường tán tụng kinh điển, nói các việc lành. Miệng thường dạy người gần thiện tri thức, xa ác tri thức. Miệng thường nói vô lượng công đức của hàng thập trụ Bồ Tát và Phật địa. Miệng thường khuyên người tu hành tịnh độ trang nghiêm quả Phật. Miệng thường dạy người lễ bái Tam Bảo. Miệng thường dạy người xây dựng hình tượng, làm các việc cúng dường. Miệng thường dạy người làm các việc thiện gấp như cứu lửa cháy đầu. Miệng thường dạy người cứu giúp người nghèo khổ, không tạm nghỉ. Đã phát nguyện về miệng rồi, đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ quy y Thế Gian Đại Từ Bi Phụ. Nam Mô Di Lặc Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thế Hoa Phật. Nam Mô Cao Đảnh Phật. Nam Mô Vô Biên Biện Tài Thành Phật. Nam Mô Sai Biệt Tri Kiến Phật. Nam Mô Sư Tử Nha Phật. Nam Mô Lê Đà Bộ Phật. Nam Mô Phước Đức Phật. Nam Mô Pháp Đăng Cái Phật. Nam Mô Mục Kiền Liên Phật. Nam Mô Vô Ưu Quốc Phật. Nam Mô Ý Tư Phật. Nam Mô Lạc Bồ Đề Phật. Nam Mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát. Nam Mô Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát. Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi che chở nhiếp thọ, khiến chúng con tên được như sở nguyện, mãn Bồ Đề nguyện. Chư hạnh pháp môn, lại nguyện xin hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường khắp mười phương, từ khi phát nguyện này về sau, tất cả chúng sanh đều đầy đủ chư hạnh pháp môn. Muốn có lòng tin Tam Bảo cương quyết thì có cung kính pháp môn. Muốn không lòng nghi ngờ thì có kiên cố pháp môn. Muốn đoạn sự sinh tâm làm ác thì có sám hối pháp môn. Muốn lời nguyện được thanh tịnh thì có niệm hối pháp môn. Muốn không quỷ phá ba nghiệp thì có hộ thân pháp môn. Muốn tịnh bốn nghiệp thì có hộ khẩu pháp môn. Muốn tâm thanh tịnh thì có hộ ý pháp môn. Muốn nguyện vọng được đầy đủ thì có Bồ Đề pháp môn. Muốn tất cả không hại thì có Bi Tâm pháp môn. Muốn lập đức hóa độ thì có Từ Tâm pháp môn. Muốn không quỷ bán người khác thì có Quan Hỷ pháp môn. Muốn không khinh dễ người khác thì có Chí Thành pháp môn. Muốn diệt ba đường ác thì có Tam Bảo pháp môn. Muốn hoàn toàn không giả dối thì có Chân Thật pháp môn. Muốn không lầm bỉ ngã thì có Xả Hại pháp môn. Muốn không do dự thì có Tâm Bỏ Sự Ràng Buộc pháp môn. Muốn diệt trừ đấu tranh kiện tụng thì có Ý Vô Tránh pháp môn. Muốn tu hạnh bình đẳng thì có Ứng Chánh pháp môn. Lại nguyện xin cho hết thảy chúng sanh đầy đủ vô lượng pháp môn sau này. Tâm xu hướng pháp môn là quán tâm như quyển. Ý đoạn pháp môn là xả bỏ cội gốc bất thiện. Thành túc pháp môn là thanh tâm đều khinh tiện. Tính căn pháp môn là nguyện không thối chuyển. Tấn căn pháp môn là không xả pháp lành. Niệm căn pháp môn là khéo tạo đạo nghiệp. Định căn pháp môn là nhiếp tâm vào chánh đạo. Huệ căn pháp môn là quán lý vô thường, khổ không, vân vân. Tính lực pháp môn là vượt hẳn oai thế của ma dương. Tấn lực pháp môn là một phen tới không bao giờ lui. Niệm lực pháp môn là chưa từng bỏ quên thiện niệm. Định lực pháp môn là diệt các vọng tưởng. Huệ lực pháp môn là xoay dần qua lại, vận chuyển tư tưởng. Tri giác pháp môn là tích cực tu hành Phật đạo. Chánh định pháp môn là nhập được tam muội.
Tịnh tánh pháp môn là không ưa tu theo các thừa giáo pháp khác. Nguyện xin cho chúng sanh đều được 108 pháp môn như vậy của Bồ Tát Ma Ha Tát, thanh tịnh Phật độ, khuyến hóa người sang tham tật đố, thảy đều thoát khỏi tám nạn, thảy đều nhiếp phục được người tranh tụng sân nhuế, xuyên làm các việc lành, khéo nhiếp phục người lười biếng, thảy đều được định ý thần thông, thâu nhiếp các loạn tưởng, không cho vọng động. Đã phát nguyện về ý căn rồi, đại chúng lại cùng nhau chí thành đảnh lễ, quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Pháp Thiên Kính Phật, Nam mô Đoạn Thế Lực Phật, Nam mô Cực Thế Lực Phật, Nam mô Huệ Hoa Phật, Nam mô Kiên Âm Phật, Nam mô An Lạc Phật, Nam mô Diệu Nghĩa Phật, Nam mô Ái Tịnh Phật, Nam mô Tàm Quý Nhan Phật, Nam mô Diệu Kế Phật, Nam mô Dục Lạc Phật, Nam mô Lâu Chí Phật, Nam mô Dược Dương Bồ Tát, Nam mô Dược Thượng Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy 10 phương tận hư không giới, hết thảy tam bảo. Nguyện xin tam bảo rủ lòng từ bi, cứu hộ, nhiếp thọ, khiến các chúng sanh trong 4 loài 6 đường khắp 3 cõi, nhờ sức công đức nhân duyên phát tâm, phát nguyện của đạo tràng sám hối này, đều đầy đủ phước đức trí huệ, nhờ sức thần thông mà được tùy tâm tự tại. Chương thứ 40. Phần chúc lụy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã vì chúng sanh trong 4 loài 6 đường mà phát thệ nguyện rồi, thứ lại xin đem các chúng sanh ấy phó chúc cho các vị đại Bồ Tát. Nguyện xin chư đại Bồ Tát rủ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ cho chúng sanh được nhờ công đức sám hối phát nguyện này. Lại nguyện xin rủ lòng từ bi niệm lực khiến hết thảy chúng sanh ấy đều muốn cầu vô thượng phước điền, hết lòng tin rằng cúng dường Phật được vô lượng phước báo, khiến biết hết thảy chúng sanh một lòng hướng về Đức Phật được vô lượng quả báo thù thắng thanh tịnh. Nguyện xin cho chúng sanh đối với các Phật sự không có tâm keo rích mà phát tâm đại bố thí, không luyến tiếc gì. Lại nguyện xin hết thảy chúng sanh đối với hết thảy cơ sở Phật giáo phát tâm làm các việc phước điền vô thượng, xa lìa hạnh nguyện của tiểu thừa, tu Bồ Tát đạo, được vô ngại giải thoát, thành nhất thiết chủng trí của chư Phật. Lại nguyện xin hết thảy chúng sanh đối với các cơ sở Phật giáo trồng vô lượng căn lành, được vô lượng phước đức trí huệ của Phật. Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh thâu nhiếp lấy trí huệ sâu xa, nhìn vào vô thượng trí dương được đầy đủ thanh tịnh. Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh được thần lực vô ngại tự tại, dạo chơi khắp hết thảy chỗ của chư Phật đã đến. Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh nhiếp thủ lấy giáo lý đại thừa, được vô lượng chủng trí an trú bất động. Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh thành tựu hoàn toàn phước điền đệ nhất, hay xuất sinh ra hết thảy trí huệ. Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh đối với hết thảy chư Phật không có tâm hiềm khích, ân hận mà lại trồng các căn lành tham cầu trí huệ của Phật. Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh dùng được phương tiện nhiệm màu đi đến hết thảy cõi nước trang nghiêm của chư Phật, trong một niệm đã đi sâu vào pháp giới không biết mỏi mệt. Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh được thân tướng trang nghiêm không ai có thể so sánh kịp, hay đi khắp hết thảy 10 phương thế giới không nhàm chán. Lại nguyện cho hết thảy chúng sanh đều thành tựu được thân tướng rộng lớn, đi lại tùy ý, đều được thần lực của Phật trang nghiêm, hoàn toàn cảnh giới giải thoát, trong khoảng một niệm thực hiện được rõ ràng sức thần thông tự tại của chư Phật khắp hư không pháp giới. Đã phát những đại nguyện như thế ấy rồi, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không, nguyện cho các chúng sanh đồng được như sở nguyện, mãn bồ đề nguyện,
đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ Tam Bảo. Hoảng hoặc như đệ tử tên bị các quả báo khổ sở không thể cứu chúng sanh, nguyện xin đem các chúng sanh ấy phó thác cho vô lượng vô biên tận hư không giới Pháp Thân Bồ Tát. Vô lượng vô biên tận hư không giới vô lậu sắc thân Bồ Tát. Vô lượng vô biên tận hư không giới phát tâm Bồ Tát. Hưng chánh pháp Mã Minh Đại sư Bồ Tát. Hưng tượng pháp Long Thọ Đại sư Bồ Tát. Mười phương tận hư không giới vô biên thân Bồ Tát. Mười phương tận hư không giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát. Sư Tử Du Hí Bồ Tát. Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát. Sư Tử Phan Bồ Tát. Sư Tử Tát Bồ Tát. Kiện Võng Tinh Tấn Bồ Tát. Kim Cang Huệ Bồ Tát. Khí Ấm Cái Bồ Tát. Tịnh Căn Bồ Tát. Huệ Thượng Bồ Tát. Thường Bất Ly Thế Bồ Tát. Dược Dương Bồ Tát. Dược Thượng Bồ Tát. Hư Không Tạng Bồ Tát. Kim Cang Tạng Bồ Tát. Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Bất Hưu Tức Bồ Tát. Diệu Âm Bồ Tát. Diệu Đức Bồ Tát. Bảo Nguyệt Bồ Tát. Nguyệt Quang Bồ Tát. Bạc Đà Ba Luân Bồ Tát. Diệt Tam Giới Bồ Tát. Lại xin phú chúc hết thảy chúng sanh ấy cho tất cả mười phương tận hư không giới chư Đại Bồ Tát. Nguyện xin chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát dùng bổn thể nguyện lực, thế độ chúng sanh lực mà nhiếp thọ mười phương vô cùng vô tận hết thảy chúng sanh. Nguyện xin chư Bồ Tát Ma Ha Tát không xả bỏ chúng sanh, xem chúng sanh như đồng thiện tri thức, không có quan niệm chia rẽ. Nguyện xin cho chúng sanh biết ơn chư Bồ Tát, thân cận cúng dường chư Bồ Tát. Nguyện xin chư Bồ Tát thương xót nhiếp thọ, khiến các chúng sanh ấy được tâm ngay thẳng, theo dõi Bồ Tát, không xa lìa Bồ Tát. Nguyện xin cho chúng sanh biết vâng lời Bồ Tát dạy bảo, không dám trái nghịch, được tâm kiên cố, không bỏ thiện tri thức, xa lìa tội lỗi, tâm không thối chuyển, khiến chúng sanh vì thiện tri thức không tiếc thân mạng, xả bỏ hết thảy, không trái ý thiện tri thức. Nguyện cho chúng sanh tu tập đại từ, xa lìa các điều ác, nghe chánh pháp của Phật đều hay thọ trì. Nguyện khiến chúng sanh thiện căn nghiệp báo đồng như Bồ Tát, hạnh nguyện đồng như Bồ Tát, rốt ráo thanh tịnh đầy đủ thần thông, tùy ý tự tại, tu đạo đại thừa cho đến khi chứng được hoàn toàn nhất thiết chủng trí. Ở trong thời gian ấy, không có lười biếng, cởi nghiệp trí huệ đến chỗ an ổn, được vô ngại đạo, hoàn toàn tự tại. Trước hết là quy y Tam Bảo, đoạn nghi, sinh tính, sám hối, phát tâm, hiển quả báo, xuất địa ngục, giải oan, tự khánh, vui mừng, phát nguyện, hồi hướng, cho đến cuối cùng là phần chúc lụy này. Như thế, có bao nhiêu công đức đều đem bố thí cho hết thảy chúng sanh, tận hư không giới, khắp mười phương. Nguyện xin Đức Di Lặc Thế Tôn chứng giám cho chúng con. Mười phương chư Phật thương xót che chở cho chúng con. Những điều chúng con sám hối đều được thành tựu. Nguyện cho chúng sanh đồng giới từ bi phụ, sinh đến cõi này tham dự hội Phật thuyết pháp đầu tiên, nghe pháp ngộ đạo, công đức trí huệ hết thảy đều đầy đủ, cùng với chư Bồ Tát bình đẳng không khác, nhập kim can tâm thành bậc chánh giác. Tán Phật chú nguyện. Đa già a già độ, a la ha tam miệu tam Phật đà, mười hiệu đầy đủ độ người vô lượng, dứt sạch sinh tử. Nguyện xin nhờ công đức nhân duyên sám hối hôm nay cho các chúng sanh và mọi người đều được hoàn toàn như sở nguyện, mãn bồ đề nguyện. Một, đệ tử chúng con tên, những lời thệ nguyện hôm nay đã phát ra, nguyện xin nguyện nào cũng đồng như mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật
chư Đại Bồ Tát đã phát thệ nguyện. 2. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã có phát thệ nguyện không thể cùng tận. Chúng con hôm nay thệ nguyện cũng như vậy, rộng như pháp tánh, cứu cánh như hư không, cùng tận đời vị lai, hết thảy số kiếp. Chúng sanh không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. 3. Thế giới không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. 4. Hư không không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. 5. Pháp tánh cũng không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. 6. Niết bàn không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. 7. Phật ra đời không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. 8. Trí huệ của chư Phật không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. 9. Tâm tưởng biết không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. 10. Trí sinh khởi không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Thế gian đạo chủng, pháp đạo chủng, trí huệ đạo chủng không thể tận, chúng con nguyện cũng không thể tận. Nếu 10 điều ấy có thể cùng tận, lời nguyện của chúng con mới có thể cùng tận. 10 điều ấy không cùng tận, nguyện chúng con không bao giờ cùng tận. Hết thảy đều hòa Nam Tam Thừa Thánh chúng. Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, quyển thứ 10, hết. Cuối quyển 10. Lương Hoàng Bảo Sám, Vạn Đức Hồng Danh, Linh Văn Thập Quyển Tối Hoằng Thâm, Tự Tự Miễn Tài Truân, Đảnh Lễ Phật Danh, Tiêu Tai Bảo An Ninh. Nam Mô Pháp Vân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Pháp Vân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Pháp Vân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung Văn. Thập thân tướng hảo, nguy nguy bất động tử kim sơn, thập hiệu năng nhân, đảng đảng thường viên ngân hán nguyệt, thần cơ phổ ứng, diệu hóa vô phương, nguyện thử vô ngại chi đại bi, chứng thử hậu thời chi Phật sự. Thượng lai phụng dì cầu sám đệ tử đẳng, tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp, kim đương đệ thập quyển, thiện quả châu long, chúng đẳng ư kỳ đàn nội, nhiên đăng phát diệm, tán hoa trang nghiêm, thước minh hiến quả, thiết cúng vận tâm. Phu dương chủng chủng chi công quân, kính lễ trần trần chi Phật sự, phát ân trọng tâm, bỉnh thành hồi hướng. Thập phương tam thế Phật, hoa tạng chúng hùng văn, ngũ nhãn bích chi ca, lục thông A-la-hán, thiên chơn địa thánh, thủy triết dương hiền, tứ phủ diêm la, thập phương quyền tạo, tịnh nguyện thùy giám thắng nhân. Thượng lai phụng dì cầu sám đệ tử đẳng, tẩy không di tế tội khiên, thành tựu vô biên phước lợi, phục nguyện đốn khử thập sử, hánh thoát thập triền, diêm pháp thập tâm, thập nguyện mãn nhi chơn, không nguyệt lãng, tu hành thập địa, thập chướng đoạn, nhi giác uyển qua khai, tầng tầng lao giải thoát chi quyền môn, xứ xứ xiển tỳ lô chi tánh hải, an thân phổ lợi, phàm thánh đồng cư, câu thừa sám hối chi thiện duyên, cộng chứng chân thường chi diệu lý, tuy tắc di văn sám hối, thành khủng tế hoặc dị trừ, tái lao tôn chúng, câu trần sám hối. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Lương Hoàng Bảo Sám, thập quyển công đức lực nguyện diệt đệ tử đẳng, thập phương tội thân chứng Bồ Tát Pháp Vân Địa. Sám văn cử xứ tội hoa phi, giải liễu oan sám liễu tội, tiêu tai tăng phước thọ, thoát khổ sinh đau lợi.
giải liễu oan, sám liễu tội, tiêu diêu trực nhập, lâm hoa hội, lâm hoa tam hội, nguyện tương phùng, Di Lặc Phật tiền thân thọ ký. Nam mô Lâm Hoa Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Lâm Hoa Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Lâm Hoa Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Lương Hoàng Bảo Sám, thập quyển dĩ toàn châu, hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu, bái sám chúng đẳng tăng phước thọ, nguyện tương pháp thủy tẩy khiên dư, duy nguyện dông giả giảng tây du, pháp dân địa Bồ Tát duy nguyện ai nạp thọ. Nam mô pháp dân địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô pháp dân địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô pháp dân địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chimbo, chimbo, chim chimbo, akasha chimbo, vakara chimbo, amavara chimbo, vara chimbo, vachira chimbo, aroga chimbo, dharma chimbo, sariva chimbo, sadini ala chimbo, vivarokashava chimbo, uvashava chimbo, naina chimbo, pranasama monirana chimbo, shara chimbo, vishima varia chimbo, sachitala mavar chimbo, giyatsutamahile, dambe, yambe, chakrase, chakra vasile, shile, pile, karava, varavarte, hasire, prave, parichara banane, arada. Panara, chachacha, hile, mile, agata, takake, takakilo, tare, tare, mile, made, namte, kule, mile, angachidabe, aragire, varagire, kudashamale, tonage, tonage, tonagule, huru, huru, huru. Kuloto, mile, morito, mirita, bandata, karakarim, huru, huru. Chimbo, chimbo, chim chimbo, akasha chimbo, vakara chimbo, amavara chimbo, vara chimbo, vachira chimbo, aroga chimbo, dharma chimbo, sariva chimbo, sadini ala chimbo, vivarokashava chimbo, uvashava chimbo, naina chimbo, pranasama monirana chimbo, shara chimbo, vishima varia chimbo, sachitala mavar chimbo, giyatsutamahile, dambe, yambe, chakrase, chakra vasile, shile, pile, karava, varavarte, hasire, prave, parichara banane, aradane, Panara, chachacha, hile, mile, agata, takake, takakilo, tare, tare, mile, made, namte, kule, mile, angachidabe, aragire, varagire, kudashamale, tonage, tonage, tonagule, huru, huru, huru. Kuloto, mile, morito, mirita, bandata, karakarim, huru, huru. Chimbo, chimbo, chim chimbo, akasha chimbo, vakara chimbo, amavara chimbo, vara chimbo, vachira chimbo, aroga chimbo, dharma chimbo, sariva chimbo, sadini ala chimbo, vivarokashava chimbo, uvashava chimbo, naina chimbo, pranasama monirana chimbo, shara chimbo, vishima varia chimbo, sachitala mavar chimbo, giyatsutamahile, dambe, yambe, chakrase, chakra vasile, shile, pile, karava, varavarte, hasire, prave, parichara banane, aradane, panara, chachacha, hile, mile, agata, takake, takakilo, tare, tare, mile, made, namte, kule, mile, angachidabe, aragire, varagire, kudashamale, tonage, tonage, tonagule, huru, huru, huru. Kuloto, mile, morito, mirita, bandata, karakarim, huru, huru. Sammo di soha.